Xin chào quý vị và các bạn. Tuyến đường trục phía Nam Hà Nội Sienco 5 Mường Thanh có tổng chiều dài 41,5 km. Có điểm đầu là nút giao Bùng Binh Sa La Văn Phú và điểm cuối là nút giao với tuyến quốc lộ 1A tại Lễ Thượng Phú Xuyên Hà Nội. Tuyến đường có mặt cắt rộng từ 42 cho đến 60 m. Dự án trên được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT và đối ứng các khu đô thị Thanh Hà A, khu đô thị Thanh Hà B và khu đô thị Mỹ Hưng. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có chiều dài 19,9 km, đã cơ bản hoàn thành 95% tuyến đường, và giai đoạn 2 có số km còn lại đang được chủ đầu tư tích cực thi công và cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là sẽ đưa vào sử dụng năm 2025. Tuyến đường chạy qua các địa phận sau: đoạn từ km 0 cộng 100 đến km 6 cộng 00 là tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 60m, lớn nhất toàn tuyến, đi qua khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B và khu đô thị Mỹ Hưng. Đoạn tuyến 6 km đầu có 2 km đầu thuộc địa phận phường Kiến Hưng, Phú Lương, quận Hà Đông và 4 km tiếp theo thuộc xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Đoạn từ km 6 đến km 19, tuyến đường đi qua địa phận huyện Thanh Oai, bao gồm các xã Thanh Thủy, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu, Hồng Dương. Đoạn từ km 19 đến km 27, tuyến đường đi qua địa phận huyện Phú Xuyên, bao gồm các xã Hồng Minh, Phú Túc, Chi Trung, Hoàng Long. Đoạn từ km 27 đến km 38 cộng 500, tuyến đường đi qua địa phận huyện Ứng Hòa, bao gồm các xã Phương Tú, Trung Tú, Hòa Lâm, Trầm Lộng, Đại Hùng, Đại Cường, Đông Lỗ. Đoạn từ km 38 cộng 500 đến km 41 cộng 500, tuyến đường đi qua xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Dự án BT đường trục phía Nam có tổng vốn đầu tư là 6.067 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án là khu đô thị Thanh Hà A 195,5 ha, khu đô thị Thanh Hà B 193,22 ha, khu đô thị Mỹ Hưng 182 ha. Thực hiện dự án có hai đơn vị tham gia, gồm có nhà đầu tư là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 và doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sienco 5. Dự án BT được triển khai từ năm 2008 nhưng mới hoàn thành được 19,9 km, còn 21,6 km đang giải phóng mặt bằng và đang thi công. Cho đến nay, dự án đã chậm tiến độ 10 năm. Về tiến độ dự án tuyến đường trục phía Nam Hà Nội Sienco 5 Mường Thanh, trong giai đoạn 2, nhà thầu mới thi công từ giao cắt đường 429 đến đường tỉnh 428 với chiều dài khoảng 7 km, đi qua các xã Hồng Minh, xã Chi Trung, xã Phú Túc, xã Hoàng Long thuộc huyện Phú Xuyên và một đoạn giáp đường tỉnh 428 thuộc xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Tiếp theo, ngoài đường tỉnh 428 chưa có dấu hiệu thi công.
Với tốc độ giải phóng mặt bằng và thi công thực tế trên đây, chúng tôi nhận định khó có thể đưa toàn tuyến đường vào khai thác năm 2025 như đã cam kết mới đây. Trong tương lai, tuyến đường trục phía Nam sẽ là con đường kết nối sân bay thứ hai của Hà Nội với trung tâm thành phố. Sân bay thứ hai này nằm tại phía Nam Hà Nội, thuộc địa phận huyện Ứng Hòa. Dự kiến đầu tư xây dựng vào năm 2040 và đưa vào khai thác năm 2050 với công suất là 50 triệu hành khách một năm.